chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối Chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi sẽ có phóng sự xác minh đơn thư của các công dân thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban biên tập hộp thư Bạn xem truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn đề nghị về việc tuyến đường từ đình làng Cao Quán đến trường tiểu học xã Hồng Tiến. Năm 2020, nhân dân đóng góp tiền để tôn tạo nâng cấp. Nay dự án bán đất giãn tân do Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu làm chủ đầu tư đã không làm đường gom, đưa đường đi của thôn vào dự án. Ngoài nội dung trên, trong đơn thư công dân kiến nghị về việc thu hồi hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp, người dân được trả 135 triệu đồng trên một sào có đúng quy định của pháp luật hay không? Để tìm hiểu về vấn đề công dân phản ánh, nhóm phóng viên chuyên mục hộp thư Bạn xem truyền hình đã đi xác minh sự việc và có phản ánh sau. Sau khi nghiên cứu các văn bản tài liệu có liên quan đến nội dung kiến nghị của các công dân, chúng tôi được biết, sau khi có chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 73 ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu đã tổ chức lập quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và trình Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 185 về việc xin chấp thuận quy hoạch mặt bằng dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã có thông báo số 292 về việc chấp thuận tổng mặt bằng dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Sau khi có thông báo của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu đã triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1062 về việc giao gần 39.000 ha đất tại xã Hồng Tiến cho Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Cao Quán. Thời hạn sử dụng lâu dài, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu lập phương án đấu giá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, dự án được Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu ký hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu trúng thầu theo quy định hiện hành. Dự án khu dân cư thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến đang trong quá trình hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật. Nhân dân địa phương có kiến nghị là dự án không để đường gom, dự án mượn đường đi của thôn. Phóng viên chuyên mục hộp thư Bạn xem truyền hình trích dẫn một số ý kiến của người dân cho biết như sau. Trong quy trình của dự án là chụp tất cả mượn đường của thôn Cao Quán để coi là làm đường của dự án. Con đường của chúng tôi là đường cổ truyền mới xây dựng từ năm 2020. Chúng tôi bó vỉa để bảo vệ con đường thì dự án và Ủy ban Nhân huyện khống chế, tức là phá vỉa đường chúng tôi để làm đường. Dân chúng tôi làm con đường này là huyện, xã và thôn không có một đồng một xu, mà tất cả người dân chúng tôi đều chia đầu bỏ sổ để làm con đường này. Bên năm vừa rồi đây như vậy là có một dự án bắn clip là cái dự án này lên cả cái đường này của dân chúng tôi. Để giải đáp vấn đề công dân phản ánh, phóng viên có buổi làm việc với ông Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Khoái Châu và ông Lê Trọng Quang, Phó Phòng Phụ trách Phòng Quản lý Dự án. Đây là tổng mặt bằng quy hoạch của dự án khu dân cư Cao Quán. Thế thì về nguyên tắc để lập tổng mặt bằng ấy, thì cái dự án có khả thi hay không thì nó phải có tính kết nối với cả hạ tầng xung quanh, tức là giao thông và hệ thống thoát nước thủy lợi. Thế thì trong cái dự án này thì chúng tôi đã kết nối với thứ nhất là đường tỉnh DT384, thứ hai là đường giao thông nông thôn của xã Hồng Tiến. Thế thì trong khi thể hiện tổng mặt bằng thì nguyên tắc là chúng tôi phải thể hiện cái đường DT384 vào đây và cái đường giao thông này vào đây, thì không có nghĩa là cái đường tỉnh DT384 của chúng tôi và cái đường này là thuộc dự án, không có nghĩa là như vậy. Và cái danh xanh, danh giới màu xanh nét đất này này, đây chính là cái chỉ giới để quy hoạch, đây là phần diện tích của dự án thực hiện bằng cái nét đất màu xanh này. Ngày 4 tháng 5 năm 2022, ban tỉnh có ban hành công văn 1113 về hướng dẫn nâng cao chất lượng các hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư bên tuyến đường xã và thôn xóm không phải là đường quốc lộ đường tỉnh.
thì không quy định là phải đặt đường gom. Như vậy, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Khói Châu, đoạn đường đi từ cầu Đình Làng Cao Quán đến trường tiểu học Hồng Tiến không nằm trong quy hoạch đất của dự án khu dân cư Cao Quán, và cũng theo quy định của pháp luật thì dự án khu dân cư Cao Quán giáp đường cấp huyện, cấp xã, đường lên xã thì không cần phải có đường gom. Thưa quý vị, với chức năng là cầu nối thông tin giữa công dân với cơ quan chức năng để giải đáp các ý kiến đề nghị của công dân, phóng viên chuyên mục Hộp thư Bạn Xem Truyền hình đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đăng Minh, giám đốc công ty luật Hồng Đăng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham chiếu. Đối với những quy định của pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất chi trả 135 triệu đồng một sào có đúng quy định của pháp luật hay không? Chúng tôi đã mời luật sư Trần Đăng Minh, giám đốc công ty luật Hồng Đăng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm rõ nội dung này. Việc thu hồi đất thì có rất nhiều các cái văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cụ thể như là luật đất đai năm 2013, nghị định số 47 năm 2014 của Chính phủ. Ở địa bàn Hưng Yên thì có quyết định số 03 năm 2020 quy định về bồi thường hỗ trợ khi mà nhà nước thu hồi đất. Tiếp theo đó nữa là quyết định số 40 năm 2019. Thì từ những cái căn cứ quy định của pháp luật như vậy thì có thể thấy rằng khi mà áp dụng việc thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ dựa trên cái bảng giá đất, khung giá đất. Bên cạnh đó thì xem xét đến những cái hỗ trợ khác, ví dụ như là hỗ trợ chuyển đổi học nghề, rồi hỗ trợ về tài sản trên đất. Đối với đất nông nghiệp thì có thể nói như là rau màu chẳng hạn. Đặc biệt là có một cái sự khuyến khích đối với những cái gia đình mà chấp hành tốt cái chủ trương pháp luật của nhà nước. Từ những cái căn cứ nêu trên thì cái việc mà công dân phản ánh khi mà người ta bị thu hồi thì người ta được bồi thường cái mức giá là 135 triệu đồng thì tôi cho rằng đây là một cái mức giá mà hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với ý kiến công dân viết trong đơn là khi phát hiện nhân dân mang gạch xây tường rào phần bó vỉa tuyến đường từ Đình Làng Cao Quán đến trường tiểu học Hồng Tiến, Ủy ban nhân dân xã đã cho các lực lượng công an đoàn thể đến giải tỏa, tháo dỡ có đúng quy định của pháp luật không? Đất đai ở đây là do nhà nước quản lý, sử dụng thực hiện các cái quyền của chủ sở hữu. Như vậy thì cái việc mà bà con cho rằng là đất đai là thuộc sở hữu của mình, rồi mang vật tư xây dựng hoặc là cấm mốc lộ giới, kẻ vẽ đường để xác lập rằng và cho rằng đấy là tài sản của cá nhân thì đó là những cái hành vi không phù hợp với quy định của pháp luật. Ở bên cạnh đó thì thông tư 50 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải thì cũng có quy định rất là rõ về cái thẩm quyền của ban nhân cấp xã, đó là phát hiện phối hợp với đơn vị quản lý giao thông đường bộ, thanh tra đường bộ để xử lý kịp thời theo thẩm quyền các cái hành vi lấn chiếm hoặc là sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ. Như vậy thì đối có những, khi mà phát hiện những cái hành vi lấn chiếm hoặc là sử dụng trái phép đối với những cái hành lang an toàn đường bộ thì ủy ban nhân cấp xã có thẩm quyền là phối hợp với các cơ quan ở đây là quản lý đường bộ hoặc là thanh tra đường bộ để xử lý đối với những cái hành vi này. Ngoài ra nữa thì trong trường hợp mà vì mục đích chung để phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương mà ủy ban nhân xã có thực hiện cái việc cải tạo hoặc là nâng cấp đối với những cái đường giao thông đường bộ này thì theo quy định tại điều 35 và điều 85 của luật đầu tư công năm 2019 thì ủy ban nhân xã là cái đơn vị mà được thực hiện những cái dự án này khi mà được hội đồng nhân dân cung cấp phê duyệt. Được biết ngày 30 tháng 10 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Hồng Tiến ban hành nghị quyết số 54 về việc chấp thuận giao Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến là chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn 1 từ ngã ba cầu Đình đi trường tiểu học, giữ nguyên hiện trạng đường cũ, đoạn qua khu dân cư mới mở rộng về phía đông vào vỉa hè 2 m, phía tây đường cải tạo hệ thống mương thoát nước cũ thành hệ thống cống ngầm, mở rộng mặt đường 1,5 m. Đoạn qua trường tiểu học giải phóng tối đa mặt bằng và giải hạ một số cây xà cừ nằm trong lòng lề đường. Đoạn 2, từ hộ ông Tuấn Thoa đến nhà ông Hùng Hà, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường rộng 7,5 đến 8 mét, chảy nhựa, bê tông, áp phan. Những năm gần đây, phong trào nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng mở rộng đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào ở hầu khắp các địa phương trên cả nước. Năm 2020, nhân dân thôn Cao Quán cũng đã đóng góp tiền ngày công để cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ cầu Đình Làng Cao Quán đến trường tiểu học Hồng Tiến. Đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân thôn Cao Quán tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tiếp tục mở rộng, nâng cấp các tuyến đường được rộng hơn, đẹp hơn. Đây không chỉ là thời cơ mà còn là
là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình vì sự phát triển của địa phương, của đất nước và cũng là quyền lợi của mỗi gia đình. Được biết, ngày 30 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Nhân dân xã Hồng Tiến đã ban hành nghị quyết số 54 giao Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến là chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường ra hai bên với dự kiến mức đầu tư 14 tỷ 950 triệu đồng. Thiết nghĩ việc làm này là cần thiết và phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của Hồng Tiến trong xu thế hội nhập và phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.